Hello, thì xin chào cả nhà đã trở lại kênh YouTube Có Tiền nha. Thì hôm nay là mùng 6 tháng 12, gọi là tháng chạp các bạn, mùng 6 tháng chạp rồi. Hôm nay cây vạn thọ của mình đây nó không? Nó cũng tròn tròn được chút nè các bạn. Thì chèo thì nó lên cũng yếu chứ không có được mạnh nha các bạn. Quay cả nhà xem nè. Giờ mình quay là cũng trưa các bạn. Quay cho cả nhà xem, tại lúc trước mình quay buổi chiều á, cây nó tối quá. Ngay bữa trưa cho cả nhà xem. Có mấy chèo với gốc thì nó lên yếu lắm các bạn. Trên thì nó to. Mình phải thường xuyên mình xay chậu nữa. Mới giờ mà trời nó mát rồi nè các bạn. Cái cổng nhà tiền nó che á. Nó mát rồi luôn rồi. Đây, tại nó cũng hơi tròn tròn xíu các bạn, đều đều hơi tròn tròn. Chỉ có mấy cây nào mà to nhất á, to nhất có mấy tròn tàn như cây này, nó tròn tàn các bạn. Nhưng mà của mình hôm nay thì nó chưa vô nụ nha các bạn, khoảng 2-3 ngày nữa. Thì nay tới mùng 10 mới vô nụ, vô nụ rồi tới nở là đúng Tết luôn các bạn. Tại mình trồng ở nhà chơi nha các bạn. À, chơi thì nó nở đúng Tết khoảng chừng 28-29 rồi nó đầu nở vừa được rồi các bạn. Chơi qua Tết xíu. Cái giờ hai chậu này to thì bên này nó tròn, như này nè. Bên này cũng vậy luôn nè, nay nó tròn từ từ nè các bạn. Chậu 3 cây, có chậu thì 4 cây. 4 cây. Thấy không? Chậu này có 3 cây à. Này 4 cây. Ủa, nó có sâu nè các bạn. Mà ý là mình cũng xịt thường luôn á. Sâu cuốn lá. Sâu cuốn lá, sâu dẻ bùa. Nay nhìn thấy vậy cũng rất là mê luôn các bạn. Mình ra mấy nhà được mấy chậu vậy thì rất là thích luôn. Hèn luôn nè các bạn. Mình thì trồng được hai mấy chậu, mình tính chiều nay vô thêm miếng phân nữa các bạn. Thấy nó xanh quá rồi biết vô. Nó có bị gì không nữa. Hôm nay cái cây này nó lá nó vàng vàng. Chắc có phân bò nóng rồi các bạn. Phân bò có sợ nhiều khi có mấy cục mới á. Nó nóng nó vàng, vàng cây. Cái này vàng. Mình bỏ mình vô giá thể nay cũng 5 ngày các bạn, mình vô bố mùng 1. Trời ơi, cây này nó bị vàng nóng. Xả nước vô cho nhiều quá. Trời ơi, cây này tốt ra luôn. Này khoảng 2 ngày nữa, 2 ngày nữa nó mới vô nụ các bạn. Này cũng gần vô nụ rồi chứ nó chưa nụ, nó chưa lên nữa. Chậu này có 3 cây à. Cũng tròn tròn. Chậu này 4 cây. Mình trồng càng nhiều á tàn càng đẹp ạ. Ít thì nó hơi ấy chút. 3 cây. Trời, có con sâu nó ăn trù lũ luôn, không thấy nè các bạn, này sâu đất nè. Tối mình phải ra mình chiếm mình bắt nó được, sâu đất nó núp hay lắm. Đúng rồi, sâu đất nó ăn dữ lắm luôn các bạn. Tối ban ngày ngày nó núp dưới chiếu dưới chậu đây nè. Còn ban đêm nó chui ra. Tết có hoa rồi các bạn ơi. Mình chơi tới qua Tết luôn. Năm rồi thì tiền được có 1-2 chậu này giống vạn thọ giống vậy hà, tại có mẹ cho có mấy cây á. Rồi tiện mua loại vạn thọ kia nó hơi dở. Cây nó vạn thọ kia hơi dở, nó cao nhồng mà. Hôm nay mình quậy mấy chậu thọ bự cho cả nhà xem nha. Đây là mấy cây vạn thọ bự của mình nè các bạn. Ở đây cũng cây nó hơi vàng vàng nữa nè. Này chắc là nó vô cái phân đó. Cái giá thể á. Nó cũng đây là mấy cái chậu bự của mình nè các bạn. Cái chậu này là cây nó yếu nhất nè nên nó chưa bích chậu. Chậu này thì bích chậu anh. Thì bữa mình trồng thấp dưới á.
nên nhà này nó mới lên khỏi mặt chậu khoảng chừng gần gan ta chứ chưa được. Cũng có rễ nè, bữa mình vô giá thể mùng 1, mùng 2 gì quên. Đằng kia thì mình vô mùng 2 này. Ê một xin lỗi các bạn, đằng kia mình vô mùng 1, cái này vô mùng 2. Thì bữa mình đợi nó vô nụ. Thế rồi ăn ra rễ cái nữa mình mới vô thêm nữa các bạn. Chậu này nó sao người ta nhất nè. Cây cũng to to. Chỗ này người ta không có biết trồng các bạn. Tiền trồng được mấy cái chậu gì thì thấy nó cũng nhỏ chứ không có bự mà người ta lại người ta khen quá trời luôn. Nó trồng héo. Cũng biết biết chèo nhiều lắm. Nhưng hồi đầu mình đi phân ít quá, nên lại khi mình bỏ phân nó không đều. Rồi hôm nay mình bỏ mấy cữ phân rồi tính chiều nay mình bỏ thêm mấy cữ phân 30 10 nữa. Là xong rồi các bạn. Rồi đợi nó vô nụ. Vô nụ xong mình sẽ bỏ 20 15. Ôi này nó vàng ủng cái này, cái này sung ghê luôn. Hồi đầu mình đếm là mình chờ 5 cặp lá, mình bỏ cặp lá cuối á, cặp lá đầu tiên các bạn. Là tính từ dưới đến lên 4 giờ là được 4 cặp lá. Cũng có điếc. Điếc chèo nhiều. Mình tất có 2 chập tết. 2 này chậm các bạn, chắc năm sau mình trồng chắc cái B1 hoặc cái B3 quá. B2 thì mình thấy cái nhị xanh mình khoái mình mua. Hay từ xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Mình quay cái nhận họ của mình. Nay mùng 6 tháng 12 mình lịch rồi. Chiều nay mình sẽ tước phân. Tước phân chứ mình không có quay cái nhà xem được quá. Tại có bé nhỏ rồi tranh thủ mình làm riết á các bạn. Mình không có quay, mình cầm quay cái nhà xem. Các bạn cả nhà, hẹn cả nhà video sau nha. Nhìn hoa rất là mê luôn.